Xin chào cả nhà thân yêu, một ngày mới thì trở lại với kênh Siêu Hiền Vlog cuộc sống ở Campuchia cả nhà. Thì cả nhà ơi, sáng nay mình sẽ làm một món bò đốt. Ở đây người ta kêu bò đốt với cả nhà, mình cũng không biết ở Việt Nam kêu bằng gì ha. Thì người ta có để lên một cái chảo sắt, rồi người ta nướng cái chảo lên cho thật là nóng, xong rồi người ta để bơ nè, để thịt bò, rồi củ hành tây, hột gà đồ đó cả nhà, lên làm một cái nồi sắt đó cho nó nóng thật là nóng. Còn ở đây mình không có nồi sắt thì mình sẽ lấy cái chảo này mình làm luôn ha cả nhà. Thì đây mình có đổ đây một tí dầu, tí xem mình sẽ để thêm một tí bơ nữa. Còn ở đây thì mình có chuẩn bị làm một mớ thịt bò, hai củ hành tây và một cái củ tỏi với lại một mớ hành ha cả nhà. Thì con mình á, con nhỏ gái mình á thì nó không có ăn cá cả nhà. Chỉ có con cá gì là con cá điêu hồng thì nó ăn, còn mấy cá này thì nó không ăn cả nhà. Mình chiên, mình kho, mình nướng, mình làm gì nó cũng không ăn, cho nên mớ cá này thì mình sẽ ướp hai vợ chồng mình ăn, còn cái món này thì mình sẽ làm cho con mình nó ăn trước nha cả nhà, để cho nó đi học. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào bếp cả nhà. Thì đây cả nhà, mình sẽ nêm vô đây một tí dầu hào, tí nước tương, đường, bột ngọt và một ít muối thôi ha cả nhà, tại vì nước tương nó cũng mặn, dầu hào cũng mặn đó. Thì mình để dần một tí muối thôi, thì đường với bột ngọt. Thì bây giờ thịt bò của mình nó cũng đã săn lại rồi, như vậy thì được rồi nè cả nhà, rất là nóng luôn ha. Ở đây thì người ta kêu là bò đốt đó cả nhà, còn mình không có từng ăn. Ở Việt Nam mình cũng không có cần đi ăn, mình cũng không biết là Việt Nam mình kêu bằng gì ha. Đây thì là hai cái hột già của mình ở đây. Già thì nó đang thấm đồ hết rồi, thì mình sẽ để hành lên nữa là xong hết đó nha. Với lại mình sẽ cho thêm một tí tiêu vô nữa. Thì mình đã xong một cái món bò đốt của mình hết đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem vô cho con mình nó ăn trưa, để cho nó sửa sẵn để đi học luôn cả nhà ơi. Mình sẽ trở ra mình ướp cá để mà mình làm cơm cho chồng mình chiều nay. Rồi cả nhà ơi, xin mời cả nhà dùng cơm với mẹ con mình buổi sáng nha. Thì mình như ăn sáng ăn trưa luôn cả nhà. Giờ này con mình cũng chuẩn bị đi học rồi, cho nên mình làm đồ ăn thì mình cũng chuẩn bị ăn luôn buổi sáng luôn. Rồi mình sẽ đi chuẩn bị cơm chiều ha cả nhà. Thì đây là ta kêu thịt bò đốt. Người ta có cái chảo sắt, còn mình không có chảo sắt, mình làm bằng chảo này luôn. Đây cả nhà ơi, rất là ngon. Em mình xin mời cả nhà cùng dùng cơm với mẹ con mình nha. Ở đây á thì có một cái quán này, cái chị này nấu cái món này rất là ngon. Ăn không chưa?
Người ta ăn với cơm cũng được, ở nhà bánh mì. Còn nhiều công nhân người ta ăn với cơm, ăn cho nó no bụng thế nào. Thì chiều nay mình sẽ làm một cái món là cà tím, mình nướng xong rồi mình sẽ lột ra, mình xào với lại thịt ba gọi hết cả nhà. Đây thì mình có chuẩn bị một miếng thịt ba gọi, mình đang để gã đông á cả nhà, đang để gã đông á. Ở đây là cái hai trái cà mình cũng đã nướng xong rồi, bây giờ nó nóng dữ lắm cả nhà, thì mình chưa có lột ha, chờ cho nó nguội tí đó, quá nóng rồi. Rồi mình lột rồi mình sẽ lột ra mình xào lại với thịt ba gọi, rồi với lại ăn với lại một mớ cá chàng chiên. Đây thì mình ướp rồi đây cả nhà, đường, muối, bột ngọt với lại ớt, tiêu. Thì cá thì nó hơi có mùi tanh cả nhà, cho nên mình cũng bằm một tí ớt khô để vô ha. Đây thì mình nướng, mình làm biến nhúm lửa than đó cả nhà. Tại vì mình nướng xong rồi mình xào nó lại, cho nên mình cũng làm biến đốt lửa than luôn. Mà mình thấy nướng vậy nó cũng chín tới trong cả nhà nè. Ủa cả nhà thấy không? Nó chín tới trong hết luôn nha cả nhà, chứ không phải chín ươm ướp ở ngoài không đâu, chín hết trơn luôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ nướng xong hết rồi mình mới lột nó từ từ ha cả nhà. Nó nóng quá trời nóng nè. Thì đây cả nhà ơi, cái món cà nướng của mình cũng đã lột vỏ ra xong rồi đây cả nhà. Thì nướng ga hay là nướng ấy gì mình thấy cũng giống nhau nha cả nhà, nướng than á. Thì đây là lần đầu tiên mình nướng bằng bếp ga mà mình thấy cũng giống như nướng than rồi cả nhà, rất là thơm ngon nha. Thì bây giờ mình đã lột vỏ ra xong rồi, thì mình có thẻo một tí mỡ heo để mà mình xào nó nghe cả nhà. Rồi mình xào nó đơn sơ vậy thôi. Rồi xong thì mình chiên cá cho chồng mình ăn nữa là xong. Mấy mẹ con mình cũng ăn chung hết cả nhà. Nhưng mà làm xào thì xào đơn sơ vậy thôi, chứ không có xào thêm với thịt với gì hết cả nhà. Cái này mà luộc vậy rồi chấm cao chao hay là nước tương ăn cũng rất là ngon, không cần phải xào đâu nha cả nhà. Nhưng mà người Cam thì người ta thích xào lại với một miếng mỡ hành rồi đó cả nhà, ăn rất thơm ngon ha. Cả nhà ơi, mình cũng thắng nữa, mở xong rồi thì mình để cho tỏi vô nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ xào cái cà này ha cả nhà. Mình sẽ vẽ nó ra. Mình xào với tép mỡ tí vậy thôi cả nhà, mình nêm một tí nước tương với lại tí đường vậy là được rồi. Rồi đây cả nhà ơi, thì cái món cà xào của mình cũng đã xong rồi, thì bây giờ mình sẽ dây qua mình chiên cá, cái nữa là xong bữa cơm tối luôn ha cả nhà. Đây là bữa cơm tối của gia đình mình. Rồi cả nhà ơi, thì bữa cơm tối của mình cũng đã làm xong rồi, mình xin mời cả nhà cùng dùng cơm với gia đình mình ha. Đây một chén nước tương, một chén cá chiên hơi đỏ hơi đen xíu cả nhà, rồi thêm một chảo cà xào. Đây con gái cưng đang ăn cơm, xin mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình mình. Không có gì ăn hết.